Bức tường Berlin vốn chia cắt hai nửa thành phố Berlin và đồng thời là đường biên giới giữa Đông và Tây Đức đã chính thức bị phá vỡ cách đây tròn 25 năm sau khi được dựng lên vào năm 1961. Năm nay, Đức sẽ tổ chức long trọng lễ kỷ niệm ngày bức tường Berlin sụp đổ bằng những bài diễn văn xúc động. Nhưng với một người lính Đông Đức thì lại có một cách kỷ niệm riêng, đó là người được chỉ định để mở bức tường Berlin. Tôi không phải là người đã mở bức tường, đó là người dân Đông Đức. Lúc đó, ông Haro Jage chỉ là một người lính làm nhiệm vụ ở biên giới Đông Đức, nhưng ông lại được đi vào lịch sử khi là người mở bức tường Berlin. Đã 25 năm trôi qua, nhưng người đàn ông 71 tuổi này vẫn không quên được hình ảnh lịch sử khi bức tường bị kéo đổ. Jage đã nhận được lệnh phải kiềm chế đám đông đang bị kích động mạnh mẽ. Vào 11 giờ 30 phút đêm, ông đã cất lên câu nói định mệnh, mở rào chắn. Tôi như chết lặng, tim ngừng thở, mắt chỉ tập trung vào một điểm trên bức tường. Nhưng ấn tượng nhất trong tôi tại thời điểm đó là không hề có máu đổ. Ngày 13 tháng 8 năm 1961, các công nhân đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng bức tường chia cắt Đông và Tây Berlin. Bức tường được dựng lên nhằm mục đích ngăn cản những cuộc di cư ồ ạt của người dân từ Đông Đức sang Tây Đức. Ước tính khoảng 5.000 người đã tìm cách vượt qua bức tường để sang Tây Berlin. Khoảng từ 86 đến 200 người đã thiệt mạng khi vượt tường. Bức tường dài 155 km, chia cắt hai miền suốt 28 năm, chính thức bị phá bỏ ngày 9 tháng 11 năm 1989.